Một hội chợ nông nghiệp mới tổ chức tại Ả Rập Saudi cho thấy rằng thực phẩm hữu cơ nhập khẩu quá đắt đỏ, trong khi thực phẩm hữu cơ trong nước sản xuất thì có giá phải chăng hơn nhưng lại thiếu nguồn cung. Dù nhu cầu đối với thực phẩm hữu cơ rất lớn nhưng ngành nông nghiệp này tại Ả Rập Saudi lại chưa phát triển mạnh. Thực phẩm hữu cơ đặc biệt là trái cây rau quả không dễ gì mà tìm được trong chợ. Riyadh lớn như vậy mà chỉ có 10 đến 12 tiệm bán thực phẩm hữu cơ. Các doanh nghiệp cho biết tiềm năng đất đai tại Ả Rập Saudi là rất lớn đối với canh tác thực phẩm hữu cơ. Để thúc đẩy phát triển ngành nông nghiệp hữu cơ, Bộ Nông nghiệp Ả Rập Saudi đã thành lập cơ quan chuyên ngành và ban hành luật khuyến khích canh tác từ năm 2008. Tuy nhiên, tới hiện tại, ngành này ở Ả Rập vẫn chỉ mới chập chững bước đầu. Theo Tổ chức Nông lương Liên Hiệp Quốc FAO, thì chỉ có 0,5% nước nông nghiệp ở Ả Rập Saudi là dành cho canh tác hữu cơ. Mục tiêu của nước này là đến năm 2017, đất nông nghiệp hữu cơ tăng lên 5%. Ở Hà Lan của chúng tôi, cứ 100 cửa hàng thì có 30-40 cửa hàng bán thực phẩm hữu cơ. Còn ở đây, tần suất tìm được thực phẩm hữu cơ rất thấp. Ngân sách Ả Rập Saudi trong năm nay đã dành 15 tỷ đô la Mỹ phát triển nông nghiệp, trong đó có 400 triệu đô la Mỹ dành riêng cho thực phẩm hữu cơ. Chính phủ nước này định giá ngành nông nghiệp hữu cơ trong nước có giá trị 27 triệu đô la Mỹ, trong đó 90% là thị trường các nước trong Hội đồng Vùng Vịnh GCC.